Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Vận Mai. Ngày xưa có hai mẹ con nhà Tý sống với nhau trong một túp lều nhỏ nơi xóm vắng. Người chồng mất sớm, hằng ngày gà chưa gáy sáng, mẹ Tý đã phải dậy làm việc cho đến mãi tận đêm khuya. Thương mẹ một mình vất vả, Tý đã lén ra ngoài kiếm việc làm đỡ đần mẹ lúc khó khăn. Vận may của cậu không tệ, khi vừa chân ướt chân ráo lên tới huyện, đã thấy một cửa tiệm rất muốn thuê một nhân viên bán hàng nhỏ. Cửa tiệm này to quá, mình thử đăng ký xem sao, biết đâu lại được chọn. Kết quả là cũng giống như Tí, có tới 5 bạn nhỏ đều muốn thử vận may của mình ở đây. Tất cả các con đều thật tuyệt vời, nhưng tiếc là ta chỉ cần một người trong số các con. Vậy nên ta sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ. Ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ được ở lại làm việc. Dạ, đồng ý ạ. Ta sẽ dựng một ống tre ở đây và vẽ một đường cách ống tre 2 mét. Các con đứng ngoài đường kẻ, rồi dùng những viên bi nhỏ này ném vào ống tre. Mỗi người được 10 lượt ném. Ai ném được số bi nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Những đứa trẻ thay phiên nhau ném những viên bi tròn nhỏ vào trong ống tre. Tuy nhiên, không có một ai ném chính xác một lần trước khi trời tối. Ông chủ cửa tiệm đành phải quyết định tiếp tục trò chơi vào ngày mai. Ngày hôm sau, chỉ có 3 cậu bé tới. Xin chúc mừng, các con đã loại thành công 3 đối thủ. Bây giờ trò chơi sẽ được tổ chức giữa 3 người. Luật chơi vẫn như cũ, ta chúc các con may mắn. Hai bạn nhỏ đầu tiên nhanh chóng hoàn thành phần thi của mình, và một trong số đó đã ném được một viên bi vào ống tre. Tới lượt Tí, cậu bình tĩnh đi về phía vạch kẻ, nhìn ống tre dựng cách đó 2 mét, rồi ném từng viên bi thủy tinh vào trong. Cậu bé đã ném trúng 7 lần liên tiếp. Trò chơi kiểu này chỉ dựa vào may rủi, tại sao vận may lại rơi vào tay cậu ta những 7 lần liên tiếp? Chúc mừng anh bạn nhỏ đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng con có thể cho ta biết bí quyết chiến thắng của con là gì không? Vốn dĩ trò chơi này hoàn toàn dựa vào may rủi phải không ạ? Nhưng để giành được vận may này, con đã không ngủ suốt một đêm để tập ném chúng. May mắn không phải là điều từ trên trời rơi xuống như việc trúng xổ số, mà đó là phần thưởng cho những người kiên trì. Để có được cái gọi là may mắn, trước tiên bạn phải hiểu rằng, thực ra bạn hoàn toàn có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của chính mình.